con con hả? Dạ không, em gái con. Em gái á? Rồi chú đừng gọi đây đây. Tôi sao lại lại em gái thế này? Con gái hay em gái? Em gái á. Tôi đây đây, đây con. Con tên gì? Đây con. Con tên gì? Con tên Mi Anh. Mi Anh mấy tuổi? 6 tuổi. Mi Anh học lớp mấy? Dạ lớp 1. Mi Anh 6 tuổi học lớp 1, còn con? Dạ con là Vicente Đặng Văn Việt ạ. Con bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay con 28 tuổi. 28 tuổi, con này nó 6 tuổi là sao? Rồi, chuyện gì xảy ra với con kể cho mọi người nghe. Dạ là chào và cộng đoàn, con được ơn chữa lành là mới gần đây nhất là con của con là bị té ở cầu thang. Con của con? Dạ, 1 tuổi nha. Thì té trên cầu thang xuống thì nằm bất tỉnh, bất động. Thì lúc con bế lên xe đi ra phòng cấp cứu thì người con tay trắng hết rồi, nên con hay cầu nguyện con lại Chúa Giêsu cứu lấy con. Thì trên xe của con là có tự Đức Mẹ, thế con ôm đi chân Đức Mẹ thì con xin Mẹ cứu đỡ con của con. Thì đến lúc ra tới bệnh viện là con non khóc, thế con mới sơ cứu này. sơ cứu con bảo là bác sĩ ở đó là cho xe cấp cứu đưa thẳng lên Chợ Giấy. Trên đường đi con vừa gia đình con cầu nguyện đi, con nhắn tin cho cha. Đến bệnh viện Chợ Giấy thì được một tiếng sau cha nhắn tin lại, con an tâm, cha cộng đoàn cầu nguyện cho con. Đến tối là con của con đứng dậy nó chơi bình thường. Ở thứ hai của con là cách đây là 5 tháng thì con chạy xe tải. Thế nên lúc đổ dốc thì là xe con mất thắng. Thì con cứ lao qua đường thôi. Con lao qua đường mà bao nhiêu người. Thì nó con đến ngay khúc cua thì lúc đó là xe nó đi từ lại, con mới kêu được ôi chú ơi. Thế đi được một đoạn đấy, con phi lên cái hàng rào, con lại Chúa nói. Con mới tạ ơn Chúa là Chúa ơi, con tạ ơn Chúa, Chúa đã cứu con. Nếu không có Chúa nó không lại thì con không biết làm sao. Rồi, nhà con được bao nhiêu người? Dạ là nhà con được 3 anh em ạ. Người lớn nhất? Dạ, lớn nhất là con. Bao nhiêu? Con là 28 tuổi. Người thứ hai? Thứ hai là 25 tuổi. 25 tuổi, người thứ ba? Dạ, đây là 6 tuổi. Người thấy gần 20 năm. Dắt lên ai cũng bỏ nghĩ là hai bố con phải không? Mà đây là hai anh em, là người thứ nhất 28, người thứ hai 25, còn bé này là 5 tuổi, 20 năm có được đứa thứ ba. Không biết có đi tu không? Có. Rồi, có đi tu rồi tặng cho Ma Sơ tấm ảnh Thánh Gioan Phao Đồ 2 để Ma Sơ đi tu nhá. Nhà có hai con trai, phải không? Một trai hai cái á. À, một trai hai cái rồi cho đi tu được rồi. Nói vậy, ai mà nhìn thì cũng bảo là bố con phải không? Đây là hai anh em rùa ta. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con nhá. Rồi, mời cái cô bé này lên, móc